Đây họ chuẩn bị, đang chuẩn bị lễ hội G23 gì cũng biết nữa. Đó, thấy toàn người nước ngoài không? Đó, chèo xuồng trên sông. Lễ hội bắt đầu treo lồng đèn. Rất là đẹp. Nó chưa có lên đèn. Ước mơ tới phố cổ. Cái bộ bàn ghế này là mấy ngày xưa nhà ngoại có đó mày. Mukashi lắm á mày. Ngày xưa nhà ngoại có. Ngang cái đây thôi chứ xe đạp đạp về chứ không. Chắc tối nay có đi ban vậy đây nè. Đó, đúng nhà cổ luôn đó. Mỹ muốn tới luôn đó. Không 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 không. Ê mà anh ơi. Cho con mẹ gì mà cho. Vô nhà hồ đâu vô con người ta. Phố đi bộ và xe không động cơ. Là đi xe đạp được. Đúng đồ cổ luôn ha. Sao nước sông hôi quá vậy ha. Sông nồng lên hôi quá ha. Cũng bán bóp vỏ giống như phố Nha Trang thôi. Quần áo Hội An chưa lên đèn. Thì có một đường hà, anh Sang đi trước thì tạnh tạnh, mình đi chậm hơn mà anh Sang chấp cho đi trước không chịu đi. Tạnh tạnh nó đi trước. Thấy toàn dân du lịch không? Mời mọi người cùng đi Hội An. Mỹ uống, đòi uống cà phê ở đâu? À, đánh cái vòng từ bên đây qua tới bên kia đó mày. Đốt Mỹ là người ở đây người ta nói Mỹ nghe. Người nói tiếng Việt Nam Mỹ nghe được không? Mỹ mua non lá không? Sumonona. Nó chào mày bằng tiếng Hàn luôn kìa. Nó chào mày bằng tiếng Hàn Quốc kìa. Sanseo. Nó mới vừa chào kìa. Nó đâu có chào con. Hả? Cô Hi của Nhi của Mỹ á hả? Cô Mỹ rồi check in á hả? Gracias.
nhiều lúc ở bên kia Furumachi hội Mỹ Trần ở đây có đổi tiền Nhật kìa Mỹ Trần. Thấy thấy nhà vậy chứ giờ mua không nổi đâu con. Khu này là mua không nổi rồi con. Đừng mơ con. Cái cầu Nhật Tân nó nằm chỗ nào? Cầu truyền thống. Ừ. Trong Mỹ nó tới cái cầu huyền thoại chứ. Ừ. Cái cầu huyền thoại. Đâu? Cầu huyền thoại ở đâu? Mở xuống. Cái chừng nó quăng cái đấm vú. Rồi, còn China không? Đa phần là người ta đi tour không thấy không? Đi chung 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 không thấy không? Đâu cái cầu nào là cái đầu huyền thoại đâu? Có đâu? Đỡ em xuống đó. Đỡ cái rổ ở dưới, đỡ em xuống. Hả? Hay là cái cầu đó? Giờ sửa lại. Anh hai đâu rồi? Hai mập đi đâu rồi? Vô đó chị à? Hai mập vô đó chị à? Hai mập tham quan gì chồng? Hai mập tham quan gì chồng à? Toàn là người Trung không? Hai mập vô đó chụp hình đó Mỹ. Hai mập vô chụp hình đó. Kệ để anh hai chụp đi, về mẹ lấy hình anh hai. Chà, một nước một chút nữa, một chút nữa trời mưa đã lội chút nữa tắm mưa đã chớp gì cháu. Cái cầu của Út đó. Đâu? Cái cầu huyền thoại của Út đó. Đâu? Sập rồi. Gì bà mẹ sập rồi? Không có sập, nó sửa thôi chứ đâu có sập. Cái cầu của Mỹ đầu tới nó sập rồi kìa, sửa rồi kìa. Đó, anh Sang chụp chổng đó. Ừ, cái cầu mà của Ni Hông làm đó. Đó, anh Sang mới chụp hình đó, anh Sang nói nó sửa rồi đó. Đó, em lên con. Anh hai mới chụp đó. Anh nói rồi.
gác cái chân lên. Xin lô. Wow, toàn người Trung không? Trung. Người Trung Quốc không? Chưa có cái chuyện ngồi à? Đôi. Đôi cơ. À rớ, à rớ, nãy giờ đi coi này để. Nếu không có xe bê, đi coi này để. Chưa có cái gô bật cơ đi. Má nó tầm chất anh à? Bế tớ tân à? Sang sắm đứa chiếc xe đạp, sắm đứa chiếc xe đạp đâu. Cái này trò chơi nhà chòi nè. Trò chơi nhà chòi nè. Tại sao mình không biết đi ngoài mấy ngoài sông mà mình đi ở trong nha. Trời đất ơi. Vô phải quán cà phê cổ mới chịu hả? Không mà trong đây cổ thiệt. Cái gì nó cũng cổ cổ hết á, bàn ghế cổ. Đây đồ cổ không? Đèn lồng bạc. Chị thích những cái lồng đèn vậy thôi. Một đoàn xích lô. Quán cà phê cổ cây sứ hả bay? Phố này dài lắm mọi người à. Bữa sáng ăn những thứ ở đây. Bữa sáng uống ly cà phê, ăn uống thì giàu. Ăn uống chấm thì giàu. Uống rồi chấm thì giàu.
ăn cái Cà Mau giàu. Hai bay đi đâu ạ? Đi hồi tao không biết tụi bay đi đâu luôn á. Tìm quán cà phê của mày à? Alibaba hộp dừa. Chào mọi người ở đây nha. Một chút nữa phố nó lên đèn để em quay lại cho mọi người coi.